Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu, không để xảy ra tình trạng các cây xăng thiếu hàng và đóng cửa, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa có văn bản chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường 63 tỉnh thành phố, đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền Nam, tăng cường kiểm tra giám sát mặt hàng xăng dầu. Và thực hiện chỉ đạo khẩn này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 3431 về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Công Thương chủ động quyết liệt trong việc thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Theo đó, các đơn vị kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc các nghị định, công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, công khai nguồn nhập và xuất bán cho thị trường trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, báo cáo định kỳ số liệu nhập, xuất, tồn kho xăng dầu về Sở Công Thương để giám sát. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố phối hợp với ngành hữu quan giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.